Rau củ rất giàu dinh dưỡng, nhưng một số loại có thể chứa độc tố và gây hại nếu không được chế biến đúng cách. Dưới đây là các loại rau củ cần thận trọng khi sử dụng. 1. Cà chua xanh, chứa alkaloid có thể gây ngộ độc nếu ăn nhiều. Khi chín đỏ, alkaloid giảm, nên tránh ăn cà chua còn xanh. Các triệu chứng ngộ độc cà chua xanh bao gồm mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, viêm dạ dày. 2. Giá đổ không rễ, có thể chứa hóa chất độc hại nếu sản xuất không an toàn. Chọn giá đổ có rễ dài để đảm bảo an toàn. Giá đỗ sử dụng hóa chất thường không có rễ và ngậm đầy độc tố. Ăn loại giá này thường xuyên và lâu dài sẽ gây hại cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan. 3. Bí đỏ để lâu ngày, bí đỏ để lâu có thể lên men và biến chất, gây ngộ độc. Nếu bí có mùi như rượu, không nên ăn. Người ăn loại bí này có thể ngộ độc, biểu hiện là chóng mặt, buồn ngủ suy nhược toàn thân, nôn mửa nhiều, tiêu chảy. 4. Gừng thối, dập, gừng bị thối sinh ra saffron, một chất độc có thể gây hại gan. Nên loại bỏ gừng có dấu hiệu thối. Thường xuyên ăn gừng thối, dập sẽ làm tăng nguy cơ ung thư gan, ung thư thực quản. 5. Sắn chưa nấu chín, chứa sai ịnh ai có thể gây ngộ độc. Chất này có thể gây ra ngộ độc cấp tính, mà dân gian gọi là say sắn, dẫn đến tê liệt và tử vong. Nên lột vỏ. Ngâm nước và luộc kỹ trước khi ăn. 6. Khoai tây mọc mầm, chứa solanin, một chất độc gây ngộ độc. Triệu chứng ngộ độc solanin là nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu, tê liệt hệ thần kinh trung ương, hôn mê và một số trường hợp tử vong. Nên vứt bỏ khoai tây đã mọc mầm hay phần vỏ chuyển màu xanh. 7. Măng chưa xử lý kỹ, chứa sai ai có thể gây ngộ độc. Có thể gây tê miệng, chóng mặt, nôn mửa, khó thở, thậm chí co giật hôn mê và ngừng tim. Đặc biệt, những người mắc bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạng tính, bệnh ngoài da, khả năng miễn dịch kém, dị ứng rất dễ gặp các triệu chứng khó chịu khi ăn măng. Cần luộc măng kỹ và mở nắp nồi để loại bỏ chất độc. Chế biến đúng cách giúp loại bỏ các nguy cơ ngộ độc từ rau củ, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng